Vào hồi cuối tháng 5 năm nay, hãng Honda đã chính thức vén màn mẫu SUV cỡ nhỏ mới mang tên ZRV ở thị trường Trung Quốc. Sau gần 2 tháng, mẫu xe này tiếp tục trình làng ở thị trường quê nhà Nhật Bản với hai bản trang bị là X và Z. Đồng thời, Honda ZRV 2023 cũng sở hữu thiết kế hoàn toàn khác biệt so với ve gieo thế hệ mới. Không dừng ở đó, Honda ZRV 2023 tại Nhật Bản còn thay đổi ở một vài chi tiết thiết kế so với xe dành cho Trung Quốc và Bắc Mỹ. Theo đó, Honda cr 2023 dành cho thị trường Nhật Bản được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác, nhưng đi kèm nan nằm dọc thay vì hình tổ ong. Thiết kế lưới tản nhiệt này khiến người ta nhớ đến những chiếc Mercedes AMG hoặc Maserati. Ngay cả thiết kế cản trước cũng không giống xe ở Trung Quốc hay Bắc Mỹ. Cản trước tại Nhật Bản không đi kèm nẹp màu đen bóng xung quanh hai khe gió trên cản trước, thay vào đó được sơn một màu giống với toàn bộ thân xe. Tương tự cản trước, hốc bánh Sườn xe và cản sau cũng không có nẹp màu đen bóng như xe ở Trung Quốc hay Bắc Mỹ. Thiết kế này nhấn mạnh cảm giác đồng nhất cho thiết kế ngoại thất của xe. Những thay đổi kể trên tuy nhỏ nhưng lại khiến Honda ZRV 2023 ở Nhật Bản giống một mẫu SUV đô thị đúng nghĩa hơn. Ngoài những thay đổi này, xe không có gì khác biệt về ngoại hình so với ở Trung Quốc và HRV thế hệ mới ở Bắc Mỹ. Ở bản X, Honda ZRV 2023 tại Nhật Bản sẽ được trang bị đèn pha LED toàn phần và đèn báo rẽ LED tuần tự tiêu chuẩn. Trong khi đó, bản Z cao cấp sẽ có thêm đèn pha LED thích ứng và đèn góc lái LED tiêu chuẩn. Dù ở bản trang bị nào, Honda ZRV 2023 tại Nhật Bản cũng dùng vành nhôm 18 in tiêu chuẩn. Ở bản Z, vành của xe sẽ được sơn phối hai màu giống xe dành cho thị trường Trung Quốc, trong khi đó, bản X lại dùng vành sơn màu xám. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của Civic thế hệ mới. Honda zrV 2023 tại Nhật Bản sở hữu chiều dài 4.570mm, chiều rộng 1.840mm, chiều cao 1.620mm, chiều dài cơ sở 2.655mm và chiều cao gầm 190mm. So với xe ở Trung Quốc, xe tại Nhật Bản ngắn hơn 18mm. Nếu so với Honda HR-V mới, xe dài hơn 220mm, rộng hơn 50mm, cao hơn 41mm và chiều dài cơ sở tăng 45mm. Nếu so với Honda CRV thế hệ thứ 5 mới ra mắt, xe ngắn hơn 124mm, hẹp hơn 24mm, thấp hơn 69mm và chiều dài cơ sở kém 45mm. Có thể thấy, Honda ZRV 2023 sở hữu kích thước nằm giữa HRV và CRV. Hãng Honda đã áp dụng công thức tương tự Toyota Corolla Cross cho ZRV mới. Nhờ kích thước lớn hơn nên Honda ZRV 2023 cũng mang đến không gian nội thất 5 chỗ rộng rãi hơn người anh em HRV. Bên trong mẫu xe này, bản Z cao cấp sẽ được bọc da thật tiêu chuẩn với màu đen hoặc đỏ rượu. Trong khi đó, bản X sẽ được trang bị nội thất bọc da tổng hợp và nỉ. Chưa hết, bản Z còn có những trang bị đáng chú ý như hệ thống thông tin giải trí Honda Connect, đi kèm màn hình cảm ứng 9 in, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10.25 in, hệ thống âm thanh Bose cao cấp, ghế trước chỉnh điện, ghế lái nhớ vị trí, sưởi vô lăng ghế trước hệ thống đèn viền nội thất và sạc điện thoại thông minh không dây. Trong khi đó, với bản X, khách hàng có thể chọn các loại màn hình trung tâm như 8 in, 9 in hoặc 11.4 in ở đại lý. Trái tim của Honda ZRV 2023 ở thị trường Nhật Bản là hệ truyền động Hybrid E, HEV, bao gồm máy xăng 4 xi lanh, dung tích 2 lít, 2 motor điện và hộp số ECVT. Lựa chọn động cơ thứ hai của xe là máy xăng 4 xi lanh tăng áp, dung tích 1.5 lít và hộp số biến thiên vô cấp CVT. Cả hai động cơ này đều giống với Civic 2022 và có thể kết hợp với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD. Dự kiến, hãng Honda sẽ bắt đầu nhận cọc dành cho ZRV 2023 ở Nhật Bản vào tháng 9 năm nay. Thông số kỹ thuật chi tiết và giá xe Honda ZRV mới sẽ được công bố trong thời gian tới. Xe cộ XXX